Quý anh chị nha, nay giới thiệu quý anh chị cái mẫu vắt sổ 2 kim 5 chỉ Yuki nha. Mã là 6800 16D ha. 68D. Máy đời mới đời cao nhất bây giờ. Motor là liền thân. Motor Yuki ha, liền thân đi theo máy. Đây, có đúc chữ Yuki. Hàng chính hãng nha. Sao máy cũng có đúc chữ Yuki luôn ha. Rồi giờ bật máy lên ngay test cho quý anh chị coi. Cự ly này là đang là cự ly sơ mi nha quý anh chị. Tốc độ 3.800 rồi. Tốc độ cao. Máy êm lướt ha. Máy mới hàng trưng bày thanh lý nha quý vị. Điều chỉ đây. Rồi, quá đẹp luôn. Đó, có điều chỉ. Này dễ ngang nè, có độ co giãn. Rồi, quý anh chị nào cần máy 5 chỉ đời cao này liên hệ em ha.